Cáp Nhĩ Tân là thành phố lớn phía bắc của Trung Quốc, có diện tích 53.068 km2 và dân số là hơn 10 triệu người. Được mệnh danh là thành phố băng tuyết, khi mùa đông đến, Cáp Nhĩ Tân chìm đắm trong thế giới băng tuyết tuyệt đẹp. Những con đường, ngõ phố, công viên được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, hay những cây cối, nhà cửa đều được khoác lên mình tấm áo trắng mới lung linh huyền ảo. Cáp Nhĩ Tân còn được nổi tiếng với sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc Trung Quốc, Nga và châu Âu. Nhiều tòa nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu và Nga, được bảo vệ bởi chính phủ đến bây giờ. Vì thế, Cáp Nhĩ Tân còn được ví như Moscow của phương Đông hay Paris của phương Đông. Thời điểm thích hợp nhất để du lịch Cáp Nhĩ Tân là vào tháng 12 đến tháng 2, khi thời tiết lạnh nhất, nhiệt độ trung bình dao động từ -15 đến -30 độ C. Có những lúc nền nhiệt xuống dưới -40 độ C, một cái lạnh xé da xé thịt nhưng vẫn khiến bao người nô nức đến đây tận hưởng vẻ đẹp mà không nơi nào có được. Ngoài ra, đến với Cáp Nhĩ Tân vào đầu tháng 1 hàng năm, bạn còn có cơ hội tham gia lễ hội băng đăng quốc tế siêu lớn, diễn ra tại công viên Thế giới Băng Đăng Cáp Nhĩ Tân với diện tích lên đến 810 m². Để chuẩn bị cho lễ hội này, ban tổ chức đã phải sử dụng 250.000 mét khối băng tuyết lấy từ dòng sông đóng băng của địa phương để điêu khắc hơn 2.000 tác phẩm mô phỏng những công trình kiến trúc nổi tiếng, cùng với các máng trượt dài đến hàng trăm mét để phục vụ du khách. Đảm bảo đến với Cáp Nhĩ Tân thời điểm này bạn sẽ phải mê mệt quên lối về. Hôm nay mời tất cả bạn cùng theo trình Toro Pan, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành phố băng tuyết này nhé. Ban sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn tất tần tật về cách di chuyển và ăn gì chơi gì tại nơi đây. Bây giờ không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào. Thì để đến được Cáp Nhĩ Tân, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất vẫn là đường hàng không. Do Cáp Nhĩ Tân thì chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam, nên để đến được Cáp Nhĩ Tân, chúng ta cần phải bay nối chặn. Từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội, các bạn có thể là bay nối chặn đến Thành Đô, Thẩm Quyến, Quảng Châu hoặc là Trùng Khánh. Sau đó bay đến Cáp Nhĩ Tân. Ban thì bay đến sân bay Trùng Khánh. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà bay đến Trùng Khánh là mất khoảng 3,5 tiếng. Sau đó tiếp tục bay nối chặn từ Trùng Khánh đến sân bay Cáp Nhĩ Tân. Thời gian là cũng khoảng 3,5 tiếng nữa nha. Bây giờ mời tất cả bạn cùng theo trình Toro Pan khám phá Cáp Nhĩ Tân trong hành trình 7 ngày 7 đêm thôi nào. Hello, Toro Pan xin gửi lời chào đến tất cả các cô bác, quý anh chị cùng các bạn đang xem video của Toro Pan. Hiện tại Toro Pan đang có mặt tại nhà thờ Sophia. Đó, đây phía sau lưng của Toro Pan đây là nhà thờ Sophia. Đó, mọi người thấy đẹp không? Ôi ôi. Bây giờ nhiệt độ đang là âm 22 độ. Rất là lạnh luôn mọi người. Mọi người có thể thấy Toro Pan thở ra khói luôn. Và có một cái khó, một cái nữa là tất cả các máy quay của Toro Pan . Nhà thờ Sophia là nhà thờ của quân đội Nga, được xây dựng khi họ đang triển khai thi công tuyến đường sắt Trung Đông tại Cáp Nhĩ Tân. Đây là nhà thờ chính thống giáo lớn nhất Viễn Đông, có tổng diện tích 721 m², cao 53,3 m, với hơn 100 năm lịch sử. Công trình được xây dựng lần đầu vào năm 1907, ngay sau khi tuyến đường sắt xuyên Siberia hoàn thành. Nhà thờ lúc này được xây dựng bằng gỗ, với mục đích nâng cao tinh thần của quân đội bằng việc tạo một công trình tôn giáo hùng vĩ. Sau đó, người Nga tiến hành xây dựng lại bằng gạch và gỗ vào năm 1923. Và đến năm 1996 thì nhà thờ Sophia được công nhận là một trong những di tích văn hóa trọng điểm được chính phủ bảo vệ. Đây cũng là công trình sử dụng kiến trúc Piratin được bảo vệ lâu nhất ở Trung Quốc. Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thượng đế hay là một nhân vật sáng tạo. Nhà thờ hiện không còn hoạt động như một nhà thờ mà đã trở thành một phòng trưng bày nghệ thuật kiến trúc của Cáp Nhĩ Tân. Nhà thờ Sophia được đánh giá là giáo đường đẹp nhất và nổi tiếng nhất tại Cáp Nhĩ Tân. Đây cũng là điểm đến có tính biểu tượng du lịch cao ở khu vực có phần xa xôi hẻo lánh này. Đây, như mọi người đang thấy rất là đông vui luôn. Và đây là toàn cảnh của tòa tháp Sophia. Đó, là đèn rất là đẹp. Toro Pan sẽ ghép các cảnh bay live cam vào để cho mọi người xem nữa nha. Đó, thì rất là nhiều các thành tiên tỷ tỷ đến đây để làm công chúa, chụp hình. Ôi, quá đẹp mọi người ơi. Đẹp ghê luôn. Rồi, mỗi góc mỗi cô. Mà công nhận cái màu của màu đỏ của cái nhà thờ rất là đẹp. Đẹp quá. Đây, coi các công chúa nè, hành tinh tỷ tỷ nè, rất là đông. Đó. Trời ơi, ở cái lạnh 20 mấy độ nhưng mà rất là đông vui luôn. Mọi người tụ tập tại đây quá đông nè. Đây thì một nhóm các chị đang chuẩn bị nhảy. Đó, thì ở bên đó là sẽ có một cái khu chợ. Mọi người có thể là qua đó mua đồ. Nếu như có thiếu đồ gì thì có thể qua cái khu chợ đó mua nha. Bên đó bán đồ khá là rẻ, đầy đủ các phụ kiện. Đấy, mọi người biết sao không? Cái thời tiết lạnh quá đến nỗi mà cái bộ mic của Toro Pan đưa ra được chưa đầy 15 phút là nó hết pin luôn. Trời ơi, chưa là đầu tiên mà quay phim mà bị cái tình trạng này luôn á. Nó lạnh quá đó mọi người. Và điện thoại là quay một chút xíu là bị sập nguồn nè. Thì sau khi mà xuống sân bay á, thì Toro Pan di chuyển đi ăn trưa. Và địa điểm tham quan đầu tiên đó là nhà thờ Sophia đó. Thì trời, giờ lạnh quá không biết nói gì luôn. Rất là ngập đó. Như mọi người thấy Toro Pan đang phải chùm 4 lớp áo. Lớp ngoài cùng nè, rồi một cái lớp áo tiếp theo này là áo này là nó có tỏa nhiệt nha, là xài pin dự phòng tỏa nhiệt nè. Rồi bên trong là thêm một cái áo len, và trong cùng nữa là một cái áo giữ nhiệt nữa. Mà vẫn chịu không có nổi với cái thời tiết lạnh như thế này. Quá lạnh mọi người ơi. Mà rất là đông vui, ở đây đông vui lắm, nhưng mà khá là lạnh. Đây, mọi người thấy toàn cảnh nhà thờ lên đền đẹp không? Lung linh không? Quá đẹp luôn, xuất sắc. Xuất quá mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Giờ tiếp theo Toro Pan sẽ dắt mọi người đi bộ qua bên chỗ tượng đài 9 tháng lũ lụt. Đó. Và chúng ta sẽ đi ngang qua cái con phố Trung ương. Sao không anh? Thấy sao không anh? Lạnh dữ không? Ông anh ông không có nón luôn nè. Trời ơi, lạnh kinh khủng luôn mọi người. Nè, đây, mọi người thấy mấy cái xe nè. Đó, tuyết bu đông cứng ngắc luôn. Do là cái thời tiết quá lạnh á, nên những cái máy quay của Toro Pan đưa ra chút xíu là nó hết pin sập nguồn. Đổi máy qua liên tục luôn. Mít thì cũng hết pin sạch luôn. Bởi vậy nên các cô chú có xem thì cũng thông cảm nha. Có lúc tiếng lớn tiếng nhỏ thì cũng thông cảm nha. Tại vì cái thời tiết quá lạnh chịu không nổi, iPhone mà nó còn sập nguồn lên xuống 3-4 lần đó. Đây là phố đi bộ Trung ương. Ồ, đẹp quá ta. Ôi ôi, nguyên cái con phố kìa, lên đèn đẹp lung linh. Wow, xuất sắc luôn. Hồ lô quá trời luôn nè. Ông anh ông mặc cái bộ đồ đang hot trend. Còn đường phố Trung ương quá đẹp, đèn sáng đẹp ghê luôn. Trời ơi, nhưng mà không dành đi quay cái này vất vả cực kỳ luôn nha mọi người. Quay cái này đúng chát luôn. Toro Pan chỉ cần bỏ khẩu trang ra nói chuyện cỡ 5 phút thôi là muốn cứng cái miệng luôn á. Cái miệng nó lạnh mà muốn cứng luôn á. Nhưng mà đeo khẩu trang vô mà không có mic nữa thì nói là không có nghe cái gì luôn. Trời ơi, mà bây giờ tháo khẩu trang ra một cái thì thôi rồi luôn. Thì anh công an đang dành đường cho xe chạy qua nè. Quá lạnh mọi người thông cảm nha. Trước khi đi thì tính quay nhiều thứ và nói nhiều thứ lắm, Nhưng mà thật sự là cái trời lạnh như thế này á là quên hết sạch luôn. Giống như cái bộ não bị đóng băng vậy đó. Cái bộ não nó bị đóng băng lại, bây giờ không có nhớ cái gì hết. Rồi thêm cái dàn máy nó bị đơ, rồi nó bị hết pin, rồi trời ơi nó sập nguồn tùm lum hết. Rồi giờ Toro Pan bị rối luôn, hết biết nói vậy đó. Giờ chỉ có đi quay cảnh đại cho mọi người xem thôi. Chưa bao giờ đi quay mà gặp cái tình trạng mà trời lạnh mà nó sập nguồn máy rồi nó hết pin tùm lum như thế này. Nên mọi người coi cũng thông cảm một chút xíu nha. Nếu tiếng quá nhỏ hay này kia đó, chất lượng hình ảnh hoặc là tiếng quá nhỏ thì mọi người cũng châm chế giùm Toro Pan. Trời, chứ bộ mic là cạn pin luôn. Đây, cái này là mọi người điêu khắc băng đăng, hình con cá, hình con cá này. Đó, chụp hình ở đây. Trời, đẹp. Còn ở đây cái chuyện mà kem bày la liệt ngoài đường thì rất là nhiều luôn. Tại vì cái nhiệt độ nó lạnh còn hơn cái tủ đông nữa. Rất là lạnh luôn. Cái này thì người ta cứ đem những cái khối băng ở dưới sông lên và điêu khắc rồi cứ để vậy thôi, nó không có tan nổi. Rất là nhiều hình ảnh luôn, đẹp ghê luôn mọi người. Như mọi người đang thấy đây có một cái nhà hàng ở bên ngoài là được làm bằng băng không luôn, quá dữ dằn luôn. Và đặc biệt là mấy tảng băng này mà có đóng con cá vô nữa nè, chắc là mấy con cá đang bơi ở dưới sông mà bị đóng băng, rồi khi người ta cắt băng lên đó người ta lấy nó là đưa lên luôn. Tại vì những tảng băng này là được lấy ở dưới sông á. Đẹp quá ha. Làm tất cả các tảng băng xung quanh bằng thay cho bức tường. Bên đây cá nữa nè. Ôi ôi. Ôi. Mấy em nhỏ trèo lên bị trượt té nè. Mấy em nắm lùng, nắm tuyết. Trời ơi, nhìn cute dễ thương ghê. Đẹp quá ha. Wow. Phía ngoài này thì chắc đang quảng cáo một cái gì đó. Không lẽ là lần đầu tiên cái Thăng Long nữa sao? Đây. Đoạn này là đoạn cuối để ra bờ sông rồi. Như mọi người thấy khúc trì trang trí quá đẹp luôn. Cá chép rực rỡ ha, đẹp quá. Mình sẽ ra ngoài bờ sông, thấy ngoài đó có rất là nhiều cái trang trí đẹp mà đó nữa nè. Nhìn từ xa thấy đẹp lên, màu đẹp ghê. Hiện tại thì Toro Pan đang bị lạc hết nhóm rồi. Giờ không biết mọi người đi đâu rồi. Nhưng mà cứ vừa đi vừa kiếm người mà vừa review cho mọi người xem thôi. Máy quay thì sắp hết pin luôn. Thua toàn tập. Hiện tại Toro Pan đang có mặt tại tượng đài tưởng niệm chiến thắng lũ lụt của Cáp Nhĩ Tân năm 1957. Cái tượng đài này thì được xây dựng năm 1958. Vào năm 1957, một trận lũ đã đe dọa Cáp Nhĩ Tân với mực nước vượt quá đỉnh lũ 0,58 m. Người dân thành phố đã đánh bại được cuộc tấn công lũ lụt. Năm 1958, tòa tháp được xây dựng để tưởng niệm sự kiện này. Tòa tháp bao gồm một cơ thể hình trụ và một tu viện hình bán nguyệt kèm theo. Độ cao của tháp là 22,5 m. Trên tháp thì được làm bằng đá khối. Ý nghĩa là một bờ kè vững chắc không thể phá hủy. Đài phun nước dưới chinh tháp tượng trưng cho những người dũng cảm và thông minh của Cáp Nhĩ Tân, những người đã thuần hóa được dòng sông hỗn loạn thành dòng nước, mang lại lợi ích cho nhân dân. Tu viện La Mã cổ đại cao 7 mét và có bầu không khí hài hòa. Nó được bao quanh bởi 20 cột và có một kết nối hình tròn ở phần trên đầu, tạo thành một hành lang hình bán nguyệt với chiều dài 35 mét, tượng trưng cho sức mạnh không thể phá hủy của người dân Cáp Nhĩ Tân trong thế kỷ 20. Tòa tháp mô tả cốt truyện sống động của chiến thắng lũ lụt trong công tác cứu trợ. Đỉnh tháp là một tác phẩm điêu khắc hình tròn, gồm các công nhân, nông dân và trí thức, cho thấy hình ảnh anh hùng của chiến thắng trong trận lụt. Và đây là toàn cảnh ở khu vực tượng đài. Mọi người thấy cái này giống như là điêu khắc một cái bức hình mà những kênh sóng lũ lên đó, và mọi người đang ra sức để bảo vệ. Đó là theo chi tưởng tượng của Toro Pan là vậy. Ở bên kia thì các anh đang khiêng đắp bờ đắp bao kìa. Vậy là chắc là đúng rồi đó. Còn này là phía dưới trên tháp thì có một cái vòng cung ánh nguyệt. Còn đây là mọi người đang xếp hàng để xuống dưới dòng sông Tùng Hoa để chơi các trò chơi dưới đó. Dòng sông này đã đóng băng rồi nha mọi người. Mình sẽ kiếm góc nào quay cái dòng sông phía dưới cho mọi người xem. Đây, và bên dưới đây là toàn cảnh dòng sông đã bị đóng băng. Bây giờ thành cái khu trượt tuyết cho mọi người chơi rồi. Tuy nhiên là bây giờ đã do cũng quá trễ rồi, và nguyên ngày hôm nay Toro Pan quá đuối sức rồi. Máy quay thì đã hết pin sạch sành xanh rồi, các máy rồi. Ở bên đó là cây cầu. Ở phía dưới này là dòng sông đó mọi người, mà bây giờ đóng băng như thế này nè. Đóng băng cứng kín mít. Trên này bình thường là đang là bờ kè, dưới là dòng sông. Nhưng mà bây giờ nó đã đóng băng hết rồi. Thì người ta tổ chức thành cái khu trượt tuyết vui chơi luôn. Đấy. Mà Toro Pan sẽ để dành sức để quay một cái thú vị hơn và đáng để cho mọi người xem hơn, đó là Thế Giới Băng Đăng. Khu vực này cũng có một khúc hàng rào được làm bằng băng đăng cách ở dưới sông lên. Trời ơi, nhìn là thấy mấy cái cục đá mà mình hay mua để uống nước nè. Đó. Và đây quá lạnh cho nên không có sợ nó tan chảy đâu mọi người. Đang âm mấy chục độ. Toro Pan nói chuyện hết nổi luôn rồi. Đó, nên mọi người cũng thông cảm nha. Thì do là ngày đầu tiên đến và cũng chưa biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt như thế này, đến nỗi mà mấy cái máy quay của Toro Pan á là đưa ra một chút xíu là hết pin. Trời ơi, điện thoại iPhone mà mọi người cầm ra chụp hình chút xíu thôi là sập nguồn. Đó, đem theo cục sạc dự phòng thì nó lạnh quá, sạc không có vô pin được luôn. Nó khắc nghiệt cỡ đó luôn đó mọi người. Mà nói chuyện đó thì bỏ cái khẩu trang xuống một chút xíu thôi là lạnh cứng cái miệng. Mà đeo khẩu trang thì nói chuyện không nghe, tại không có mic thì cũng hết pin luôn, đưa ra chút xíu là hết pin. Đó, nên mọi người cũng thông cảm. Hôm nay cũng quá đuối sức rồi. Chương trình còn rất là nhiều. Ngày mai thì Toro Pan sẽ còn đưa mọi người đến làng tuyết. Đó, một trong những ngôi làng tuyết hương nổi tiếng như là trong truyện cổ tích vậy đó, rất là đẹp. Và sau đó là còn dắt mọi người đi Thế Giới Băng Đăng nữa. Thế Giới Băng Đăng mới là tuyệt đẹp, tuyệt phẩm nữa. Một năm chỉ có một lần thôi, cho nên mọi người nhớ theo dõi hết hành trình nha. Ôi bây giờ thì chắc là mình sẽ đi về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi ăn tối và cung cấp lại pin cho các máy quay. Chứ thật sự là bây giờ muốn quay nữa cũng không có pin để quay nữa rồi, sập nguồn hết sạch rồi. Và Toro Pan cũng bị sập nguồn luôn rồi. Quá đuối kìa. Mua thử một cây trải nghiệm. $10. Thank you. Bye bye. 10 tệ một cây. 10 tệ là 35.000 tiền Việt. Tụi anh sẽ thử trải nghiệm kèo hồ lô 10 tệ. Chua. Ngon lắm nha. Chua mà ngon. 35.000 tiền Việt. tiền nhân dân tệ bây giờ đang có tỷ giá là 10 tệ là khoảng 35.000 đó. Toro Pan mới đổi. Kỳ trước đi thì kỳ trước cách đây mấy tháng trước thì Toro Pan đổi là có tỷ giá là 10 tệ là được 10 tệ là bằng gần 34.000. Còn bây giờ là 10 tệ là 35.000 tiền Việt rồi. Lên giá ngon lắm nha. Cái này mấy bạn nữ chắc thích lắm. Ồ, đẹp quá mọi người. Cái này chỉ là những cái tiểu cảnh nhỏ thôi. Mọi người nhớ đón xem hết hành trình của Toro Pan đi. Sẽ còn có những cái hoành tráng hơn ở phía sau. Đang đợi mọi người. Ok, bây giờ thôi Toro Pan xin phép rút về khách sạn nghỉ ngơi. Tiếp tục tối nay đoàn sẽ được đi ăn trôi cái xe. Mọi người nhìn cái xe chùm mền mà tuyết nó đóng nè, kinh kinh. Trời ơi, tuyết trắng. Ngày mai đi vô làng tuyết. Và trên hình đã có làng tuyết đây. Ngày mai Toro Pan sẽ dắt mọi người đi vào làng tuyết để xem nha. Và tối nay chúng ta sẽ được ăn ở nhà hàng này. Vừa nhìn thấy bàn ăn là Toro Pan đã phải choáng ngợp vì quá nhiều món và món nào cũng được trang trí đẹp mắt hấp dẫn. Phải công nhận một điều là đồ ăn ở bên Trung được chế biến rất cầu kỳ với nhiều nguyên liệu khác nhau. Các món ăn bên Trung thì sẽ có vị hơi cay nồng và nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên khi nấu cho khách du lịch thì đầu bếp cũng đã giảm các phần này lại để hợp khẩu vị của người Việt hơn. 1, 2, 3, vô! Vô! Và đây là khách sạn kỳ này. Toro Pan sẽ được ở đây và quay cho mọi người xem nha. Không gian sảnh bên trong khá là thoáng rộng rãi. Và đây là phòng của Toro Pan và ông anh đi cùng phòng tối nay. Ông anh giới thiệu tên gì ông anh? Giới thiệu cái đi để làm mốt. Anh Phú đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai anh em cũng mới gặp nhau chung cái chuyến đi kỳ này thôi. Đó, và được xếp chung phòng với nhau. Bạn cùng phòng thôi chứ không cùng giường. Mỗi thằng một giường rồi. Tụi bạn thấy là phòng khá là sạch sẽ, tinh tươm nha, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Có cái view ngắm ra đường phố nữa nè. Cái này mà sáng ngày mai mà có tuyết, tuyết đóng trước luôn nè, đóng trên máy nè. Nếu mà cái sáng nay mà có tuyết rơi nữa, trời ơi, mở ra nhìn tuyệt vời, đẹp luôn. Thấy phòng sao anh Phú, ok không? Ừ. Rồi, có sảnh nước rồi này kia cho mình ha. Đây, góc bên này thì có một cái gương trang điểm nhìn cũng khá là sáng sủa. Ok, bây giờ Toro Pan sẽ tắm rửa nghỉ ngơi và sáng ngày mai sẽ quay tiếp hành trình đi làng tuyết cho cả nhà mình xem. À, mọi người thấy cái dán gì đây không? Miếng dán giữ nhiệt, dán cho điện thoại đó. Nó dán trên người rồi còn phải dán cho điện thoại chứ không dán là nó sập nguồn. Mọi người chỉ cần lấy cái điện thoại ra chụp hình quay phim chút xíu thôi. Quá lạnh là nó sẽ sập nguồn nha. Nên mình phải có luôn cái miếng dán giữ nhiệt để dán cho điện thoại để nó được lâu hơn và dán luôn cho cục pin dự phòng. Pin dự phòng mà mình để nó lạnh quá nó cũng không có sạc pin được luôn. Đấy. Rồi bây giờ hai anh em sẽ nghỉ ngơi và ngày mai sẽ quay hành trình cho cả nhà mình xem nha. Chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye. Hello, Toro Pan xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả các cô bác quý anh chị cùng các bạn đang xem video của Toro Pan. Đây là buổi sáng sớm thì bây giờ đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đi đến làng tuyết Hương. Và trên đường đi thì sẽ có ghé qua một cái điểm xe ngựa kéo nữa. Đó, Toro Pan sẽ quay hành trình cho mọi người xem. Đó, các anh chị đang vận chuyển đồ ra xe. Cái đoàn của Toro Pan đi chỉ khoảng gần 20 người thôi, 19 người. Đó, đi rất là thoải mái, là mọi người rất là vui vẻ. Ok, Ban sẽ quay cái đường phố buổi sáng cho mọi người xem chút xíu nè. Đây là đường phố của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Bên phía trên kia cũng có xe chạy đó. Mấy chị em đang ra chụp hình. Rồi dọc mé đây nè, hai bên đường là tuyết. Tại vì cái đường này là buổi sáng là sẽ có xe đi thổi tuyết. Người ta sẽ thổi tuyết và dọn vệ sinh hết ra qua hai bên kia, cho nên nó mới chống được như thế này. Mặt trời lên đẹp ghê không? Đây, đường quá đẹp luôn. Mà đọc cái là mấy cái cây này nè, các bạn thấy là đến mùa tuyết á, đến mùa lạnh á là nó như bị chết vậy đó, nó héo khô lá luôn nè. Nhưng mà không biết là qua cái mùa này thì nó có tươi lại, nhưng mà chắc là sẽ tươi lại, tại vì cái những cây này đã quá bự như thế này rồi. Không thể nào mà mỗi năm mỗi trồng được, tại vì ở đây là lạnh quanh năm mà. Nhưng mà cái mùa này là mùa lạnh nhất thì mấy cái cây á, lá nó héo khô gì luôn nè. Đó. Mình cứ tưởng nó là mới qua thì mình suy nghĩ là chắc lạnh quá nó chết, nhưng mà thật ra ở đây là nó lạnh quanh năm mà. Nhưng mà chỉ có là 3 tháng cao điểm, tháng 12, tháng 1, tháng 2 là lạnh nhất. Mấy cái xe ở đây người ta chỉ cần đậu qua một đêm thôi là tuyết nó sẽ phủ dày như thế này. Ghi được chữ Toro Pan luôn. Wow. Cái này là mấy xe này là đi thường xuyên đó. Còn mấy cái xe nào mà đậu lâu lâu một xíu là nó đóng dày kinh khủng luôn. Mấy xe này là thường xuyên rồi. Buổi sáng thì sẽ có mấy cô đi dọn vệ sinh, quét tuyết liên tục như thế này. Tối hôm qua tuyết ra dữ lắm. Đó. Đây là tuyết nè. Thì hôm nay Toro Pan đi làng tuyết là ở bên đó, nghe nói là lạnh, hiện tại đang lạnh là âm khoảng âm 30 mấy độ lận á. Nay thì Toro Pan mặc cái outfit là nó sẽ dày hơn. Dày hơn hôm qua một lớp, là hôm qua là mặc 4 lớp thôi, nhưng hôm nay mặc tới 5 lớp. Đó. Mọi người nhớ đón xem hết hành trình của Toro Pan nha. Trời, cái tay mà để ra ngoài bấm điện thoại chút xíu thôi là nó lạnh cống. Bây giờ Toro Pan sẽ dắt mọi người vào trong tham quan một cái giống như một cái tiệm tạp hóa vậy đó, bán đồ mũ lông. Trong đây mình thấy đủ mặt hàng luôn các bạn. Đây là các dãy nón nè, quần nè. Nên mọi người nếu ở bên Việt Nam mà ít đồ thì qua đây có thể là mua thêm, khỏi phải đem theo cho nó nặng. Kiếp nạn thứ 82 khi đi Cáp Nhĩ Tân, mua chai nước uống mới được phân nửa, để đi một chút xíu rồi nó đông cứng như thế này nè mọi người. Trời ơi. Bởi vậy mọi người có đi thì nhớ là đem theo bình giữ nhiệt nha, còn không là không có nước uống á. Ôi, hai bên đường này. Đẹp không? Nhà đẹp ha. Mà đẹp, xe thì đóng băng hết trên. Khu vực này phải di chuyển bằng xe ngựa mọi người. Khu vực này thì xíu nữa lên trên núi nên không thể nào di chuyển bằng xe ô tô được. Bây giờ phải di chuyển bằng những cái chiếc xe ngựa như thế này. Rồi mà mấy ngựa này thấy tội nghiệp chứ ta. Nhưng mà chắc là nó quen cái thời tiết khắc nghiệt này rồi. Một xe ngựa như thế này là chúng ta sẽ đi được 4 người. Ôi, quá đã mọi người ơi. Rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi ôi tuyết kìa, tuyết nó bay. Quá đã. Ok. Này là cái xe máng trượt, xe có cái kéo trượt không à. Mọi ngựa này khỏe ha, chứ nếu như ngựa của mình chắc chịu không nổi đâu. Ồ, wow, lôi 6 người mà nó chịu thời tiết lạnh nữa. Wow. Còn ông chú thì ông không có chỗ đứng luôn, ông chỉ bám vịn có một chút xíu thôi. Mọi người thấy không, bám vịn có chút xíu vậy thôi. giờ mình phải di chuyển lên cái núi trên đó đó. Wow, đi qua đường cây. Ồ, cái đường cây này đẹp nè. Đẹp, nó đẹp luôn. Anh không cần anh cầm cái máy với anh đứt bắn chụp được khỏi anh kết nối nè. Ôi, đường cây nó đẹp. Lọc cái bao tay nha. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ghê quá. Ôi trời ơi. Đứa con nó lấy nó bay ra nè. Đẹp quá chị. Ôi cảnh nó đẹp. Quá đẹp. Đã luôn. Ôi ôi, chào mọi người. Ui. Mình đây. Wow, quá đẹp. Lạnh quá, lạnh quá. Cảnh này thì còn gì bằng. Hai bên tuyết trắng. Mà không biết mấy ngựa này nó có tội nghiệp nó không nè, hay là nó ở sống vùng này nó quen rồi. Ngựa phải ngựa luôn. Anh xuống luôn kìa, anh xuống chạy luôn kìa. Này nổi không? Nổi với, nổi với. Nổi không? Chứ tôi thấy ông lết không nổi rồi đó. Của tôi dây, của tôi dây. Tới công chuyện luôn rồi. Ngựa nó chạy nhanh rồi. Ủa sao ngựa chạy nhanh vậy? Ô, ông lấy ngựa dưới mà nó chạy nhanh vậy? Chúng ta đến lên dốc, nó lấy đà lên dốc, nó khôn quá ha. Khôn ghê ha. Nó tự biết lấy đà lên dốc luôn ha. Ôi, quá đẹp. Lên dốc, lên dốc, lên dốc. Lạnh quá mọi người. Quá trời lạnh luôn. Kéo khẩu trang xuống một cái là muốn đông kín cái miệng luôn á. Trời ơi nè, mới ra có chút xíu mạch đỏ hết trên. Lạnh lắm phải không chị? Trời ơi quá lạnh luôn. Mà không kéo khẩu trang ra thì nói chuyện không ai nghe. Lần sau cũng có xe ngựa đang lên nữa nè. Nối tiếp nhau đi. Mà trời nắng vậy mà vẫn lạnh dữ hả chị ha? Thấy nắng quá trời nắng mà vẫn lạnh. Đẹp ha. Ôi. Ôi vô rừng cây đẹp ghê luôn. Hai bên tuyết trắng đẹp. Hai bên tuyết trắng đẹp. Wow. Đi xe. Hello mọi người. Đây, cùng theo chân Toro Pan. Chúng ta đi lên trải nghiệm. Đi coi. Đây đây. Để nói cái công nhận là cái cảnh ở đây nó đẹp tuyệt vời luôn, nhưng mà rất là lạnh nha mọi người, nên trang bị áo ấm đầy đủ. Ông anh đó đấy. Đây là mấy ông anh đi chung với Toro Pan kỳ này. Đó. Anh với em tên gì? Anh tên là Michael Hải. Lại gia. Michael. Đại gia Hải Sài Gòn. Đại gia Sài Gòn. Đại gia Hải này rất hay bị té. Rồi lên. Chúng ta lên để chuẩn bị đi lên để ngựa lấy đà lên kìa. Tại vì cái khúc này cao quá, không có thể nào ngựa không kéo nổi, nên mình xuống đi bộ một chút xíu. Băng tuyết lên rồi. Trời ơi nó đã. Băng lên. Trời ơi bay bạch, quăng lại cái nữa coi. Ôi ôi nó đã. Đẹp. Cảnh đẹp thiệt luôn á. Đây, cái khu này là xe ngựa sẽ tập trung lên đây để đợi khách lên. Xe số 17 của mình. Ngựa số 17 nè. Không, mấy ngựa này to khỏe lắm mọi người, chứ như ngựa ở Việt Nam là không bao giờ đi nổi đâu ở cái thời tiết này. Thứ nhất là lông nó rất là dày, cái thứ hai là tướng nó to, Đây, ngựa mình kéo đòn xe mình nè. Nhiều khi thấy cũng tội nghiệp nhưng mà thật sự là mấy ngựa này nó có quen địa hình ở đây rồi. Đó. Ôi ôi. Con nào nấy nó to khủng khiếp luôn. Ở đây nữa nè. Ôi ôi. Nó to chắc muốn phải gấp rưỡi ngựa Việt Nam á. To lắm mà cái lông nó dày. Đúng là sống ở đâu quen, địa hình ở đâu quen ở đó. Mà phải công nhận là mấy ngựa đây đẹp ghê. Con nào nấy bự bự, đẹp không? Đó, đây là mà mọi người mặc đồ này để lên chơi trượt tuyết đó nè. Nó đẹp. Tuyết nó phủ dày ở dưới đất luôn. Đẹp ghê. Cái khúc này là chưa đâu. Xíu nữa lên cái khu rừng trên kia là cái cây nó còn lá, tại vì đây là cái cây nó bị rụng hết lá nè. Cái khu ở trên kia là cây nó còn lá thì tuyết nó bám trắng ở trên cái cây luôn, thì sẽ đẹp hơn nữa. Đồng quá. Thấy sao mà anh đi chơi thấy sao? Vui không? Đẹp không? Đi nữa không có tiền. Muốn đi nữa mà không có tiền hả? Trời ơi, mấy ông anh này toàn đại gia mà, mấy ông than dữ lắm. Mà nhà nào toàn là nhà đại gia không à. Trong cái đòn này là chỉ có Toro Pan là khổ nhất thôi, nghèo nhất thôi, còn là mấy ông anh là toàn là đại gia, mấy ông than dữ lắm. Đó. Ôi. Quá khắc nghiệt phải không anh? Quá đẹp. Đẹp mà thời tiết cũng rất là khắc nghiệt luôn. Gì? Hỏi gì ổng à? Dạ đâu nữa? Ôi, con ngựa màu xám. Đây, có một con ngựa lông màu... Ông la nó đá cho một cái này, không hỏi tại sao xui. Trời ơi. Nè, Toro Pan chỉ cần mở khẩu trang ra một chút xíu thôi là cái mạch nó đỏ. Nhưng mà cái lạnh ở đây nó không có gắt lắm. Nó kiểu như lạnh rất là cao nhưng mà nó không có gắt như kiểu lạnh ở Việt Nam. Ví dụ như lạnh ở Việt Nam mà cả chừng 0 độ, 1 độ thôi là buốt tới xương luôn, buốt tới da thịt luôn. Đó, nhưng mà lạnh ở đây là nó vẫn cảm thấy là dễ chịu nha. Ôi, đẹp quá mọi người. Tuyết dính đầy người luôn nè. Mọi người lưu ý là nhớ mua những cái dạng áo khoác mà nó có chống nước nha, bởi vì tuyết mà bám vô là nó thành nước, thì nó nóng á, nhiệt độ cơ thể tỏa ra, là nhiệt độ cơ thể tỏa ra nó thành nước, nó thấm vô trong người là sẽ rất là lạnh. Nên mua những loại áo khoác mà có chống thấm. Nãy giờ chơi với tuyết mệt quá nè. Toro Pan mặc là chưa cần phải khoác cái áo khoác ngoài nữa đó. Áo khoác ngoài là chỉ khoác thôi chứ chưa cần khóa lại đó. Bên trong là có mặc thêm 4 lớp, 2 cái áo giữ nhiệt, một cái áo tỏa nhiệt với một cái áo len. Ở ngoài cùng một cái áo khoác. Tại vì chút xíu nữa vào bên làng tuyết nó còn lạnh hơn gấp mấy lần. Đó. Cho nên vào làng tuyết thì mình sẽ chắc phải lạnh hơn, là mình phải khoác này lại. Ở đây nhiệt độ đang tầm khoảng chừng âm 25 độ thôi, nhưng mà vào đến làng tuyết là nó có thể âm tới 30, 30 mấy độ. Hôm qua Cáp Nhĩ Tân thì âm 20. Quá đẹp, đẹp quá. Quá đẹp. Đẹp quá mọi người ơi. Cảm giác nó là giòn quá. Rồi nhảy lên chú ơi. Trời quá, trời quá. Tuyết bay kìa. Cho cảm nghĩ em chán. Cảm nghĩ đi này vui không? Vui quá trời hả? Đi nữa không? Đi nữa không? Đi nữa chứ. Đi nữa ha. Chuẩn bị cách. Trời ơi, anh này khoái tít lắm hay gì mà nằm hoài vậy không anh? Đó, do ổng đi cái đôi giày này nè mọi người. Đi cái đôi giày này á, nó trên lắm. Như Toro Pan là đi cái đôi giày tuyết nè thì nó không bị trên. Còn ổng đi cái giày đó là ổng anh nào ổng té mấy chục lần rồi đó. Hoặc là mọi người phải mua thêm cái. Trời bên kia cái mọi người đang chơi cái trò trượt xuống quá vui. Đang xếp hàng để chơi trò trượt tuyết bằng bao. Bây giờ đến lượt Toro Pan cũng mới lấy một cái phao. Bây giờ mình sẽ lên chơi trượt xuống để trải nghiệm cho mọi người xem. Chào mừng mọi người đã đến với Thế Giới Băng Đăng Cáp Nhĩ Tân 2024. Hiện tại Toro Pan đã có mặt tại Cáp Nhĩ Tân và trong Thế Giới Băng Đăng. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng cho mọi người xem. Quá hào hứng, đẹp quá mọi người ơi. Hàng năm cứ vào tháng 12, khi nhiệt độ hạ đến mức sông Tùng Hoa đóng băng thì hơn 10.000 công nhân sẽ bắt tay vào việc cắt băng và khai thác băng. Ban tổ chức đã phải sử dụng 250.000 mét khối băng và tuyết. Băng sau khi cắt xong sẽ được đưa lên băng chuyền vận chuyển đến công viên Cáp Nhĩ Tân. Công viên này có diện tích lên đến 810 m2. Các khối băng sau khi được đưa về đây, các anh thợ sẽ điêu khắc, sử dụng công nghệ thủ công pha lẫn với hiện đại để tạo dựng lên khoảng hơn 2.000 tác phẩm chỉ trong vòng 2 tuần để phục vụ du khách. Đến đây thì các bạn sẽ phải choáng ngợp vì những tác phẩm quá đẹp và công phu. Bên cạnh những tác phẩm để chiêm ngưỡng và chụp hình check-in thì cũng có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh được tạo dựng lên cho các bạn tận hưởng. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, những tác phẩm này sẽ được lên đèn tạo một cảnh tượng lung linh huyền ảo, ảo đến mức tung cả cái chảo, khiến cho người xem cứ ngỡ mình đang lạc vào một thiên đường cổ tích băng giá nào đó. Là trời, nói chung là đẹp lắm. Các bạn cứ phải là đến đây tận mắt chiêm ngưỡng thì mới biết là cái công trình này nó đẹp như thế nào. Chưa hết đâu, ban tổ chức còn thiết lập thêm một sàn nhảy disco ngoài trời, kết hợp với tổ chức nhiều trò chơi thú vị nhằm cho du khách vận động để chống cái lạnh. Ta nói cái sức nóng ở đây nó xua tan hết cái lạnh âm mấy chục độ luôn. Lễ hội băng đăng này thường sẽ mở cửa cho du khách vào tham quan từ cuối tháng 12, khai mạc chính thức vào đầu tháng 1 hàng năm và không có ngày bế mạc. Tuy nhiên khi đến tầm tháng 3, khi nhiệt độ tăng dần, băng sẽ tự tan, nên các bạn muốn đến đây chơi thì tranh thủ từ tháng 1 đến tháng 2 là đẹp nhất nha. Wow, mà vào đây mọi người phải chú ý là mặc đồ cực ấm nha. Đó, mới vào thì Toro Pan đã thấy mở màn là một chú gấu. Tất cả ở đây là đều làm bằng băng được cắt ở sông Tùng Hoa lên. Ngay cả cái nền đi ở dưới này người ta cũng sẽ lót một mặt băng lên nha. Đó. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, lung linh luôn, tuyệt vời. Đây, những cái khối băng này là sẽ được cắt ở sông Tùng Hoa lên, và có cả mấy con cá đang bơi mà nó bị đóng băng luôn kìa, rồi người ta cắt đưa lên đây luôn. Ui, sẽ xây hình, người ta sẽ sắp thành hình các lâu đài như kia, đủ màu sắc. Wow, tuyệt vời. Cuối cùng Toro Pan đã chạm được tay vào băng giá Thế Giới Băng Đăng. Ui, nó mê, nó đẹp gì đâu luôn á. Trời ơi, không ngờ là nó đẹp như thế. Toro Pan đã nhìn ở trên hình rồi và cũng có coi các video rồi, nhưng mà không ngờ là ở ngoài nó lại đẹp đến như thế. Ở đây là xây giống như một cái cung điện như trong này nè. Ôi, đẹp. Nhưng mà do nó có đèn led đó, cho nên quay vô trong đây nó bị chớp. Ồ, trong đây là rất là trên nè. Nếu mà mọi người muốn vào trong đây chơi là phải có giày đi băng hoặc là giày trượt băng, hoặc là mình phải gánh mấy cái móc vào chứ không đi rất là trên. Toro Pan đã đi vào bên trong nhà băng nhưng mà cái này là không ổn này, rất là trên. Giày của mình thì chỉ còn một cái mắt đi băng thôi, do hôm qua đi quay thì nó rớt đầu hết một cái rồi. Có cái móc nó đi thì nó dễ hơn, còn mấy người này là không có móc luôn nè. Toro Pan là còn có móc đó, mấy người này đi là không có móc luôn nè. Không có móc thì đi rất là dễ trơn trượt, mọi người phải đi cẩn thận. Đây nè nè, phải có móc giống em nhỏ này nè. Đó, móc dưới chân nè, móc xích đi nó không bị trên. Ui trời ơi rất là lạnh luôn nè, để cho đứng hoài lên không được rồi. Ôi lại thêm một chiến binh bị ngã. Đó, đẹp quá mọi người ơi, các lâu đài. Ồ mà bên trên đây nó bị chớp dưới ta. Đó, Toro Pan vừa bật cái chế độ này lên thì nó bớt chớp lên này. Đó, cho mọi người xem cái lâu đài nó lung linh cỡ nào, quá đẹp luôn, xuất sắc. Ồ ôi. Để làm ra được những cái tòa lâu đài như thế này thì phải tốn hết 10.000 nhân công. 10.000 nhân công làm trong vòng 15 ngày, rất là nhanh luôn. Ta sẽ làm trong vòng 15 ngày là ra được những cái tòa lâu đài như thế này. Đó. Cái khu vực này thì công viên này nó rộng khoảng 810 m2. Và năm 2024 này là nghe nói là được tổ chức là lớn nhất trong các năm đó. Làm lớn nhất tại vì Trung Quốc mấy năm trước bị đóng cửa do dịch, người ta không mở cửa nên năm 2024 này người ta mở ra thì người ta làm lớn hơn hay sao á. Bên kia đó là gì? Wow, cổ tích là có thật mọi người ơi, quá đẹp, xuất sắc luôn. Bên đó còn có vòng xoay để cho mọi người ngồi lên quay một vòng nữa. Ở trong đây do là tất cả đều là băng hết cho nên cái nhiệt độ bình thường của Cáp Nhĩ Tân nó đã +10 mấy độ rồi, bước vào trong đây nó lạnh phải là cỡ chừng 20 mấy độ đó mọi người, 20 mấy 30 độ đó nè, nên trang phục là phải kín mít như thế này chứ không là thua. Ôi ôi ôi, cái tòa tháp chính nè quá đẹp. Ui, xuất sắc. Bên đây người ta sẽ xây theo cái kiểu và này chắc vạn lý trường thành quá, thấy cái thành rất là dài luôn. Đó, chỉ biết nói một từ là đẹp thôi chứ không biết nói gì nữa giờ. Đây là có mấy em gấu trúc là biểu tượng của Trung Quốc. Đó, nó là như một cái biểu tượng gì đó nên người ta rất là tôn thờ nó nha, nuôi làm vật cưng và rất là tôn sùng đó. Ui, đây là cái tòa tháp chính ở giữa của cái thế giới băng đăng nè. Rồi mọi người thấy không, quá đẹp luôn. Và cái này thu hút, ở đây là thu hút hàng triệu du khách mỗi năm á, rất là đông du khách đến đây luôn. Là chủ yếu là thứ nhất là người ta vừa đi làng tuyết và cái thứ hai nữa để người ta tham dự được cái thế giới băng đăng này, cho nên mọi người thật sự là rất là đẹp và rất là xứng đáng để đến đây. Nên mọi người có thời gian thì nên những năm tiếp theo thì nên đến đây trải nghiệm nha. Thế giới băng đăng này thì nó sẽ mở cửa cho du khách vào từ khoảng giữa tháng 12 hàng năm, nhưng mà nó chính thức khai mạc là sẽ vào thường là vào đầu tháng 1 dương lịch hàng năm đó. Nhưng mà sẽ từ giữa tháng 12 là mọi người đi là có thể vào đây rồi. Đó. Ồ, để được xây dựng được cái công viên thế giới băng đăng này, người ta phải dùng những cái máy cưa khổng lồ, cưa băng ở dưới dòng sông Tùng Hoa, rồi sau đó vận chuyển lên trên đây và hết tốn khoảng 10.000 nhân lực làm liên tục ngày đêm, kết hợp với máy. Đó, những thợ điêu khắc, người ta điêu khắc ngày đêm. Trong vòng khoảng 2 tuần lễ thôi là đã xong được cái thế giới băng đăng này. Và Thế giới Băng Đăng này nó rộng lên tới 810 m2, rất là rộng lớn luôn. Toàn cảnh ở đây đều là được đóng bằng băng hết nha mọi người. Họ băng ở sông Tùng Hoa thì phải đợi, tại sao là chỉ có những ngày đó, bởi vì đến tháng 12 á, thì cái sông Tùng Hoa nó mới đóng băng, nó bị đóng băng lại thì người ta mới bắt đầu cách băng được, cách băng lên người ta vận chuyển lên đây được. Còn những cái tháng còn lại nó cái sông nó không có đóng băng. Đến tầm ở đây mà không có ngày bế mạc, nhưng mà đến tầm tháng 3, đến tầm tháng 3 là băng ở đây nó sẽ tự tan. Những cái băng này nó sẽ tự tan, là cũng như là tự nó bế mạc luôn á, chứ người ta sẽ không có ngày bế mạc, người ta sẽ để cho du khách tham quan, khi nào nó tan thì thôi. Nên mọi người tranh thủ nha, đi vào cái thời điểm là từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 3 là đẹp nhất, tầm đó là còn. Rồi mọi người nhìn khung cảnh nè, quá đẹp luôn, xuất sắc thiệt. Người ta sẽ xây dựng theo các hình này hình kia và các biểu tượng, đủ các biểu tượng cho mọi người. Rồi, ví dụ như ở đây nè, đây có một cái tòa lâu đài. Wow, mà nhìn mấy cái nấm nấm đó giống như cái nấm bình sữa kìa. Ồ, đẹp xuất sắc thiệt luôn á, mê. Trong này rộng lắm nha mọi người, nếu mà đi mà đầy đủ luôn chắc phải cỡ chừng 2 tiếng mới hết. Nếu mà đi liên tục á, giống như Toro Pan đang đi cho mọi người, quay cho mọi người xem á, là phải chắc cỡ 2 tiếng và đi nhanh đó nha. Còn nếu mà đi vừa ngắm cảnh rồi này kia nó phải 3 tiếng, mà tham gia các trò chơi nữa, phải xếp hàng nữa thì còn lâu hơn nữa. Ở đây thì nó cũng giống như một cái mê cung vậy đó. Đây cũng giống như một cái mê cung gì đó. Nếu mà người đi mà không biết đường đó là chút xíu nó dễ bị lạc lắm. Wow, tòa nhà ở đây đẹp quá ta. Nãy giờ Toro Pan đi mà mới có một góc à. Đi nãy giờ cũng lội mỏi chân luôn, mà mới có một góc à. Xuất sắc tuyệt vời, quá đẹp. Công nhận hay ghê luôn á. Một ở một cái nơi mà lạnh giá như thế này á, thì nếu mà bình thường mình sẽ suy nghĩ là trời ơi, sống đã thấy khó rồi, trồng trọt chăn nuôi cũng khó rồi, vậy mà người ta có thể biến những cái điều khó khăn đó thành một cái kiếm tiền. Và ở đây người ta chỉ cần kiếm tiền trong vòng 3 tháng thôi là bằng làm mấy năm trời. Quá đẹp. Nó rộng quá, rộng luôn. Người thấy không? Quá đẹp. Xung quanh hàng rào là đó, những cái khối băng này người ta sẽ cắt từ sông, người ta chở vận chuyển vào. Sau đó người ta đóng lên những cái đó trước rồi người ta mới điêu khắc. Ở đây thì giống như một cái tủ đông tự nhiên vậy đó, nên đâu có bao giờ sợ tan, dù cho là nắng có gắt cỡ nào cũng không tan nổi, tại vì âm ở đây tới 20 mấy độ rồi, có lúc mà lên tới âm 30 mấy luôn là bình thường. Đó, mọi người thấy phía sau Toro Pan có một cái vệt hồng đó không? Đó là hoàng hôn nãy mới lặn xuống đó. Thì nãy đến Toro Pan cũng kịp bay live cam những cái cảnh buổi sáng cho mọi người xem rồi, ban ngày xem rồi, nên vào đến đây là không kịp với mặt trời. Đẹp. Có cơ hội nên đến đây một lần đi mọi người ơi, rất là mê luôn á. Bữa giờ Toro Pan đi là ngày nào cũng ghiền hết, quá đã, quá đẹp. Trong này là làm như một cái công viên. Đây tiếp tục, nãy giờ Toro Pan mới quay xong một cái cánh thôi, giờ nhích qua bên phía kế bên, khá là trên. Đây tiếp tục có một tượng. Này chắc là cũng có một du khách theo một vị nào đó nè, không lẽ là Võ Tắc Thiên sao? Tô Ban nghĩ là đây chắc là võ Tắc Thiên đó. Nếu mà ai biết là người nào thì có thể là comment xuống dưới cho Tô Ban được em hiểu hơn nha. Rộng nó đẹp. Cái này mà mọi người mà đi theo nhóm bạn nữa là vào đây là tuyệt vời luôn á. Vào đây kiểu như là mình có rất nhiều trò chơi cho mình tham gia. Đó, và khi mà mình mua vé vào đây thì sẽ được miễn phí hết. Nhưng mà có một cái khó khăn đó là cái lượng khách đổ vào đây rất là đông nha. Cho nên mọi người nếu mà đi theo kiểu tự túc á là phải chuẩn bị mua vé trước từ rất lâu thì mới có vé. Hoặc là vé nó sẽ bị đội lên, đội giá lên đó. Nên tốt nhất là nếu mọi người mà không am hiểu nhiều về Trung Quốc á thì nên đi tour là ok nhất. Đây họ sẽ làm một cái nhà kiểu như để ai mà lạnh quá thì có thể vào đây trú một chút xíu nè. Đó. Để tại vì đi ngoài đây nhiều khi cũng rất là lạnh, nhưng mà Tô Ban bữa giờ đi cũng quen rồi, nên không có thấy lạnh. Thấy cũng hơi là rát cái mặt xíu thôi, còn lại là bình thường. Thì sẽ có cái phao để mọi người muốn chơi gì thì cứ lại đây lấy phao chơi. Và tất cả trò chơi trong đây thì khi mua vé vào cổng thì đã bao gồm rồi, người sẽ được chơi miễn phí hoàn toàn. Sẽ lên coi cái chuông. Trời ơi, muốn đánh chuông thôi mà mọi người phải xếp hàng vậy nè, người thấy không? Chứ không phải là muốn lên đánh là đánh nha. Nhưng mà mình thì không có đánh chuông, mình chỉ lên mình coi người ta đánh sao thôi. Bộ người ta xếp hàng để đi đánh chuông nè. Là như đánh chuông này nó lấy may mắn hay sao ấy. Thấy ai người ta xếp hàng đông dữ. Đúng 3 hồi hay gì nè. Người tiếp theo lần đầu tiên thấy cái vụ đánh chuông thôi mà phải xếp hàng đông như vậy để làm gì ta. Không phải đánh chuông này lấy may mắn hay gì nè. Đây là một cái chiếc chuông đồng cổ. Nên đến một lần trong đời mọi người ơi. Thấy góc nào cũng đẹp. Tha hồ góc cho mọi người chụp hình luôn á. Khu vực này là họ sẽ chơi mấy cái cù. Đó, mọi người thấy không? Rất là trên. Nhỏ đi nãy giờ trên. Trên té liên tục. Mấy khu này thì trên hơn ở ngoài nữa. Mấy khu này ở dưới là lát băng nhiều nè. Còn ở ngoài kiểu chắc người ta không lát mà là tuyết. Tuyết nó rơi. Ngoài đây thì chắc tuyết rơi nó phủ. Dễ đi hơn. Công nhận bữa giờ đi cái tour cung tất Cáp Nhĩ Tân này mê thật sự mọi người ơi. Nên sau này thì chắc chắn là Tô Ban sẽ dắt vợ con đi trải nghiệm cái tour này nữa rồi. Tại vì bây giờ là mới đi có một mình thôi. Sau này chắc phải cho vợ con đi cho biết. Tại vì quá đẹp. Nên mọi người thật sự là có cơ hội thì nên đi đi. Đi là mê đó. Đẹp quá đẹp luôn. Đây còn có cái cầu cho mọi người đi ngang qua nữa nè. Nhưng mà lên mấy cầu này chắc là khá là trên. Trong này còn có một cái nhà gì trong đây nữa. Nhà vòng tròn để mọi người vô chơi. Kéo băng hay trượt băng gì đó. Đó, người ta tạo luôn cái đường bậc cầu thang đi lên nữa nha. Nói chắc mình phải đi lên thử một cái cho mọi người xem. Đây có gì? Ăn thử coi. Trên đây là mọi người sẽ có cái góc nhìn. Đây cái chỗ hồi nãy đánh chuông nè. Đó, trên đây mọi người nhìn thấy cái góc toàn cảnh của nó nè. Còn nguyên cái khu bên kia nó nãy giờ tôi vẫn chưa đi được qua cái khu bên kia nữa. Giờ sẽ dắt mọi người qua cái khu bên đó. Đẹp thật sự. Quá nhiều góc đẹp. Mình thấy ở góc bên kia bắt đầu đang nổ nhạc lên rồi. Sân khấu đã bùng nổ. Bây giờ ở đây là mọi người biết mấy giờ không? Mới có 5 giờ đó, 5 giờ, nhưng mà ở đây thật ra là cả 4 giờ là nó tối thui rồi, không giống như bên Việt Nam đó. Và giờ ở bên Trung thì chạy nhanh hơn tiếng. Bây giờ 5 giờ ở bên đây thì mới có 4 giờ ở bên Việt Nam thôi, mà 5 giờ mọi người nhìn như là 7 giờ tối tới thui, tại mặt trời đây xuống lạnh xuống lẹ lắm đó. Đây có điều khắc hình mấy em mèo đẹp. Ngoài ra sẽ có thêm cái dịch vụ xe lửa để kéo du khách đi tham quan. Nếu mà lạnh quá mọi người không đi bộ nổi, người ta sẽ kéo. Không biết dịch vụ này có tốn tiền hay là miễn phí, nhưng mà có cho dù có miễn phí đi nữa thì xếp hàng cũng mệt lắm mọi người ơi, đây đông lắm. Đó, sân khấu nó bùng nổ kìa. Và đặc mọi người cũng có thể là xếp hàng để lên cái đu quay đó đi ngắm toàn cảnh. Nhưng mà nói chung là cái lượng người đông kinh khủng, chơi cái gì cũng phải xếp hàng á. Toro Pan thì chủ yếu là muốn đi quay cảnh cho mọi người xem thôi. Mọi người thấy không? Những cơn gió mà nó thổi, hơi lạnh lên, lạnh cống luôn. Đó. Rất lạnh. Ở đây sẽ có cái trò trèo lên để trượt băng xuống cho mấy em nhỏ. Trượt xuống chơi. Trượt cầu tốt vậy. Rồi mọi người thấy cái sân khấu băng băng chưa? Đó, nhạc đùng đùng đùng, DJ đánh các bạn nha, rất là vui luôn. Giờ mình sẽ vào đó quay một biết mấy nhạc này mình sợ mình lãng quyền không? Phía ngoài này người ta trưng mấy cái cục băng này làm gì ta? Mấy cái cục băng này mới có ý nghĩa gì không mà thấy trưng đi rất là nhiều. À, có hình con này con kia ở bên trong. Con này con kia ở bên trong á, giống như là kiểu giống như là cổ vạch, làm dạ cổ vạch đó mọi người đó. Còn là mấy cái đầu con này con kia, nhưng mà đầu rồng nè. Hay là người ta điêu khắc chưa xong gì đó, mình cũng không hiểu tại sao lại có mấy cái cục này ở đây nữa. Đây đây, với lại mấy cái này vẫn đang còn làm nha, vậy là điêu khắc chưa xong mọi người. Cái này đang làm, ở ngoài sông người ta vẫn đang cắt băng chở vào rất là nhiều. À, cái khu này là cho mọi người có thể là tự điêu khắc. À, người ta sẽ để ra những cái cục băng nhỏ cho mọi người điêu khắc thoải mái nè. Đó, học điêu khắc nè, ai đam mê điêu khắc thì lại ở đây. Chùm bong bóng rộp ghê luôn anh, đi nãy giờ mỏi cả giờ. Đây là cái khu trò chơi trượt máng xuống nè. Mọi người đang đấy. Đây thì mọi người có thể là trượt từ trên xuống. Trời, xa vậy. Trượt đâu tiếp trên kia xuống kìa. À, mọi người có thể là đem mấy cái phao lên tiếp ở trên kia trượt xuống. Trượt xuống nè. Mấy trò này cũng nhẹ nhàng thôi mà trượt vui. Từ đỉnh trên kia trên sông. Rồi nhạc sông quá vậy. Đùng đùng trong nó như quán bar vậy. Được. Ok, giờ mình sẽ dắt mọi người vào sân khấu để xem sân khấu bar. Quá rộng lên là quá sung. Không thể cao một cái, nhiều cổ viên vậy chứ không được. Chính những cầu không vui. Khắp trên này là đường đi lên lâu đài màu hồng rồi mọi người. Quá đẹp, xuất sắc. 3 Việt thì đây, cái này giống như là nhà thờ Sophia, biểu tượng của nhà thờ Sophia. Hôm bữa đầu tụi anh quay cho mọi người xem, tụi anh thấy giống cái biểu tượng nó không biết phải không. Đẹp mê mẩn lòng người, đúng rồi đó, chính xác là nhà thờ Sophia. Đây mọi người, người có xuống đây chơi cái trò đạp xe đạp trên băng khá là thú vị. Phải công nhận là cái lượng người đổ về đây quá đông. Đây là tôi anh đi là bây giờ hiện tại đang là giữa tháng 1 rồi đó, chứ cái lúc mà mới mở cửa ra còn đông dữ nữa, nghe nói là xếp hàng đông kinh khủng luôn mà. Tầm này tôi anh đi là đã bớt quá tải rồi đó, thấy còn xếp hàng đông cả này. Ôi mê mẩn chưa, đẹp xuất sắc. Ôi nãy giờ chơi tụi anh chơi quá trời vui rồi, cảnh thì đẹp mà chơi thì vui nữa. Nhưng mà nãy giờ chơi trong đây cũng 2 tiếng mấy đồng hồ rồi, rất là lạnh rồi, nên bây giờ chắc tụi anh phải đi về thôi, chứ ở đây lo quá chịu không nổi. Này, vừa đi mà còn phải vừa nói chuyện nữa, gió nó lọc vào rất là lạnh cổ. Ok, Toro Pan sẽ quay tiếp những hành trình tiếp theo cho mọi người xem nha. Nhớ xem hết hành trình của Toro Pan tại Cáp Nhĩ Tân cũng như là các địa điểm khác. Và nếu thấy video hay thì mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để cho Toro Pan có động lực đi quay những địa điểm đẹp hơn cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người. Tối nay đòn sẽ được anh lẩu ở một cái nhà hàng này, có 2 con cừu phía trước. Hello. Hello, xin chào. Xin chào. Wow, nhà hàng kiểu Mông Cổ mọi người ơi. Đó, giống như mấy cái lều một của Mông Cổ nè. Đây mọi người. Ôi ôi, nhìn setup chạy chủ người Kim anh. Lều của người Kim. Lều của người Kim, quá đẹp luôn. Đó, cái lẩu. Đây là ông tổ vua Kim, Hoàng Nha. Hoàng Nha gì anh? A Cúc Đạt. Hoàng Nha A Cúc Đạt. Wow, ở đây là cái lẩu. Quá wow, hấp dẫn luôn. Còn có thêm cái ống khói nè hả? Mỗi người sẽ được phát một cái bộ như thế này. Bên trong là sẽ có chén dĩa giống vậy nè. Đó. Hấp dẫn không mọi người? À. Cái này anh xà láng nha, buffet ăn hết người ta lấy lên tiếp, rất là ngon và hấp dẫn. Rồi anh lẩu kiểu này thấy vui quá ta. Ai cũng phải đứng lên hết nha. Ôi ôi, hấp dẫn ngon. Vừa anh vừa ngắm hình ổng nè. Bia chung. Lúc nào cũng trên bàn cũng sẽ có 2 chai bia, nhưng mà chai nước ngọt. Oh, anh kiểu này quá trời vui. Sao không anh? Lẩu thấy sao, ngon không? Sao em trai? Ngon. Ngon à? Vui mà cực quá. Vui cực hả? Vừa ăn vừa phải đứng phải không? Uyên sao Uyên? Quá tuyệt vời luôn anh ơi. Ngon hả? Đối với em chỉ cần lạc là ngon. Anh tổng tài sao anh tổng tài? Quá đã, quá đã. Quá đã hả? Lên ly mọi người ơi. 1, 2, 3, vô. Do thời lượng video đã dài, ban cũng xin kết thúc phần 1 tại đây. Ở phần tiếp theo, ban sẽ dắt cả nhà của mình đi tham quan làng Tuyết Hương. Ngôi làng tuyết đẹp như chuyện cổ tích. Sau đó dắt mọi người đi ngắm cảnh trên núi Họa Lan băng tuyết, nơi có những rừng cây phủ đầy tuyết trắng xóa đẹp như tranh vẽ. Dắt mọi người đi tham quan làng Nga, một ngôi làng cổ của người Nga còn sót lại, và còn rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác ở phía trước. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho Ban và đón xem hành trình tiếp theo của Toro Pan nhé. Còn bây giờ cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc tất cả mọi người một ngày thật là tốt lành và hẹn gặp tất cả mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye!